Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mảng đến anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 sedan sản xuất năm 2016. Xe có ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da màu đen, đã lăn bánh quãng đường là 110.000 km. Đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới, 4 lốp mới thay. Sơ cua vẫn còn nguyên, xe trang bị cho anh chị và các bạn như là start top, cửa lóc, điều hòa auto, vô lăng tích hợp và rất nhiều các tính năng option cho anh chị và các bạn cùng trải nghiệm. Để nhận được thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe Mazda 3, anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp số 46 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế. Còn để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn khi mua xe thì mình có thể mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba. Anh chị và các bạn tin tưởng mình check lại kiểm tra để đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước mà nên có sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những đường nét của chiếc xe ở phần đuôi cốp, anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua. Đấy, các đường nét của nó thì cũng rất là rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là an tâm là không bị đâm va, không bị ngập nước anh chị nhé. Không gian chứa đồ của chiếc xe đây thì các bạn có thể cùng tham khảo qua. Nó rất là rộng rãi, bác chủ thì cũng đã trang bị cách âm chống ồn đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Mình mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa. Keo chỉ ốc ác của chiếc xe thì các bác có thể cùng khám phá trong clip em quay rõ ràng, đảm bảo từng chi tiết để anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ em đang cập nhật. Đấy, các đường nét nó rất là đẹp anh chị nhé. Và để đảm bảo yên tâm hơn nữa thì mình có thể mang vào hãng hoặc bên thứ ba. Anh chị và các bạn kiểm tra để cho nó trực quan hơn và cũng như là đảm bảo yên tâm hơn. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái phần không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Xe thì có một cái không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi. Đây là những đường nét về thông số kính này, hay là những chi tiết về keo chỉ, khu vực tapi cánh cửa với những phần bọc da và những cái chi tiết ốp nhựa tạo lên cái vẻ nổi bật của chiếc xe. Bậc lên xuống thì nó cũng được ốp bảo vệ đầy đủ cho anh chị và các bạn rồi. Trong đây là những phần con ốc bản lề anh chị nhé. Các bác có thể nhìn qua để kiểm chứng là cánh cửa có bị tháo giã sửa chữa không. Chi tiết cụ thể hơn, anh chị và các bạn rõ hơn bằng hình ảnh thì có thể đến để em sẽ gộp chi tiết cho anh chị và các bạn. Chất lượng ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó vẫn có cái sự hao mòn theo thời gian. Các đường nét của nó vẫn còn căng mọng anh chị ạ. Có đục lỗ thông hơi, có tự đầu và có bệ tì tay. Đấy, những cái chi tiết ghế ngồi anh chị và các bạn có thể nhìn qua cùng em. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe. Với khoang lái của chiếc xe, cánh cửa thì nó sẽ có thêm các chức năng như là lên xuống kính này, hệ thống chỉnh gương. Rồi trong đây là những cái phần tai xe hay là những con ốc bản lề ở chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ hoàn hảo. Ghế ngồi thì vẫn sử dụng là ghế ngồi chỉnh cơ thôi. Đấy, các chi tiết là về chất lượng má ghế cũng như là nòng ghế anh chị và các bạn cùng tham quan qua. Ghế ngồi chỉnh điện, màn hình giải trí, tất cả các phím bấm chức năng của chiếc xe anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi. Màn hình giải trí được trang bị là màn hình nồi. Vô lăng thì có đàm thoại, có tăng chỉnh âm lượng, lướt chuyển bài. Chống chân trượt được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn, có lấy chuyển số thể thao. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng cắm qua về phần máy móc của chiếc xe để các bác có thể là cảm nhận rõ hơn về chiếc xe cũ em đang cập nhật đây. Với cái phần máy của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ máy 1.5 nên cái khả năng vận hành di chuyển của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời, tiết kiệm. Đường trường cao tốc thì nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn một số cái cảm giác lái tốt. Sẽ có các chế độ lái thể thao cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Với cái mức giá bán của chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất là năm 2016, lăn bánh quãng đường 110.000 km, hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 385 triệu. Giá này em vẫn còn giảm và thương lượng. Có hỗ trợ sang tên, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn cần rõ hơn, cụ thể hơn cũng như các hỗ trợ thông tin về chiếc xe thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn rõ hơn về chiếc xe này. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.